Các bạn hãy bấm like video này để ủng hộ kênh. Deontay Wilder ngỏ lời mời Francis Ngannou đánh cả boxing và MMA. Thêm một cái tên nữa hứng thú với màn ra mắt boxing của cựu vương hạng nặng UFC Francis Ngannou. Máy dội bom Deontay Wilder lên tiếng. Francis Ngannou đã nhận được hàng loạt lời mời chào kể từ khi chia tay UFC. Nhà cựu vô địch MMA hạng nặng tiết lộ đã được phía Tyson Fury liên hệ để chuẩn bị cho một trận đấu boxing vào mùa xuân. Có người cho rằng ý tưởng trên là ngu ngốc và nực cười, điển hình là chủ tịch UFC Dana White. Dù vậy, không ít võ sĩ nghiêm túc xem Francis Ngannou là đối tượng phù hợp cho một trận đại chiến. Deontay Wilder mới đây cũng là một trong số đó. Tôi hứng thú với trận đấu cùng Francis Ngannou. Chúng ta có thể tổ chức tại châu Phi. Thậm chí, ý tưởng có hai trận đấu liên tiếp đã được tôi nghĩ đến. Anh đến sân chơi của tôi sẽ sang sân chơi của anh. Đó là một lời nói thành thật vì tôi là một chiến binh. Tôi muốn tạo ra sự khác biệt khi tất cả đang thực hiện việc thi đấu qua lại giữa các môn khác nhau. Wilder chia sẻ trong một chương trình podcast. Ý tưởng của Deontay Wilder hoàn toàn có thể trở thành hiện thực, ít nhất là với sàn boxing khi nhà cựu vô địch WBC vẫn có được sự chú ý tại Mỹ. Cả hai được giới chuyên môn nhận định sở hữu cú đấm mạnh nhất trong bộ môn của mình. Nếu thực sự nghiêm túc với sàn MMA, Deontay Wilder sẽ theo chân những tay đấm tên tuổi như James Toney hay Clarissa Shell từng làm trong quá khứ. Dĩ nhiên thì điều đó chỉ xảy ra khi máy dội bom nghiêm túc với sàn tập trước đó. Các võ sĩ MMA luôn muốn tìm đến boxing, do đó sàn boxing luôn được ưu tiên hơn. Tôi không có kinh nghiệm thi đấu MMA, nhưng nếu trận đấu được tổ chức, tôi sẽ tập luyện một cách nghiêm túc, nỗ lực mang tới cho người hâm mộ những gì họ muốn. Đó cũng là những gì Francis Ngannou đã làm, tôi cũng vậy. Sau cú knockout Robert Hellenius hồi tháng 10 năm ngoái, Deontay Wilder đang là một trong các ứng cử viên thách thức danh hiệu WBC hạng nặng. Anh có thể phải chạm trán với Andy Ruiz nhằm tìm ra người thách thức đai chính thức. Do không chịu ràng buộc với chiếc đai vô địch, Wilder hoàn toàn có thể chọn thời điểm phù hợp để thượng đài cùng Francis Ngannou. Theo bạn, nếu Deontay Wilder chuyển sang thi đấu UFC, liệu có cơ hội trước Francis Ngannou hay không? Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Võ sĩ quyền Anh nào đấm mạnh nhất? Deontay Wilder, Anthony Joshua hay Andy Ruiz? Trong những năm gần đây, cả Anthony Joshua, Deontay Wilder và Andy Ruiz đều được kiểm chứng sức mạnh trong những cú đấm qua hệ thống máy đo hiện đại. Không còn là điều quá mới mẻ với các võ sĩ boxing xuất hiện trên sóng truyền hình để thể hiện sức mạnh trong cú đấm của mình, đặc biệt là với tư cách nhà vô địch thế giới của hạng nặng. Joshua đã không khiến khán giả thất vọng trong màn trình diễn của mình tại chương trình Graham Norton Show. Khi nhìn thấy cỗ máy trước mặt, Ozzy đã lập tức cởi áo khoác và khởi động. Nhà vô địch người Anh đã để các vị khách mời là Rachel West, Martin Freeman và Grace Davy thử sức trước. Điểm số của các nhân vật nói trên lần lượt là 182, 594 và 632. Khi Joshua tiến đến và tung cú đấm tay phải của mình, con số hiện ra là 848. Thành tích này đã phá vỡ kỷ lục 787 điểm tồn tại trước đó. Một nhà vô địch khác cũng có màn thể hiện của bản thân trong chương trình Inside PBC của Fox. Đó là tay đấm Deontay Wilder. Tuy nhiên đây là một chiếc máy khác, vậy nên điểm số của họ cũng không hoàn toàn có thể so sánh. Tại thời điểm này, oanh tạc cơ sắt đang bị thương ở cánh tay phải làm nên thương hiệu của mình, vậy nên anh đã tung ra một cú đấm tay trái. Điểm số được ghi nhận là 927, thấp hơn một chút so với con số 935 được tạo ra bởi ngôi sao hạng siêu bắn trung Jared Hurst. Không lâu sau đó, lên lượt Andy Ruiz xuất hiện trong chương trình mà Wilder đã tham gia. Võ sĩ gốc Mexico sử dụng một chiếc máy cùng với chiếc máy của Wilder, nên kết quả của họ có thể đối chiếu với nhau. Dù vậy, Ruiz cũng chiếm lợi thế hơn do anh ra đòn bằng tay phải sở trường. Kẻ hủy diệt bước lên, tung ra cú đấm cực mạnh và tạo ra điểm số 967, phá vỡ kỷ lục của loại máy này. Với thành tích nói trên, không có gì ngạc nhiên khi đến thời điểm hiện tại, chỉ có Ruiz là người duy nhất đánh thắng Joshua ở võ đài hạng nặng. Và đáng nói hơn, đó còn là một chiến thắng knockout để đời.
Dù sao, xét cho cùng thì các kết quả nói trên cũng chỉ là những con số. Chính màn thể hiện đầy biến ảo trên sàn đấu của các võ sĩ mới tạo nên chiến thắng cuối cùng và làm nên điều thú vị của môn thể thao chiến đấu này. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Wilder muốn tranh đai vô địch của Usyk. Cựu vương hạng nặng đang thay Wilder muốn so tài cùng tân vương Oleksandr Usyk trong tương lai gần. Hiện tại Usyk đang là nhà vô địch WBO cùng IBF của hạng cân trên 90kg. Võ sĩ người Ukraine đã thắng Anthony Joshua trong cuộc tái đấu hồi tháng 8 và đang hy vọng thống nhất các danh hiệu cùng Tyson Fury vào đầu năm sau. Trong khi đó, tay đấm từng sở hữu đai WBC trong hơn 5 năm, Wilder, oanh tạc cơ sắt tin rằng một chiến thắng sẽ đưa bản thân lên vị trí thuận lợi để thách đấu Usyk trong trường hợp mèo Oleg cùng Fury không đoạt được thỏa thuận so găng. Wilder thổ lộ, nhiều người đã nói về việc muốn đấu với tôi ra sao, nhưng khi thời điểm đến, họ lại chọn đi hướng khác. Tôi đã yêu cầu thượng đài cùng Oleksandr Usyk vì tôi nghe được rằng cậu ta luôn giữ lời. Một khi tôi thắng trận, chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra. Tay đấm 36 tuổi nói với đối thủ Hellenius. Đây là một thỏa thuận khổng lồ dành cho Robert và vị trí của anh ta sau trận đấu. Nếu giành chiến thắng, anh ấy sẽ trở thành người thách đấu Usyk. Đây là cuộc cạnh tranh quyết định. Một trong hai chúng tôi sẽ đấu với Usyk kế tiếp. Anh ta có được vị trí thách đấu đai WBA. Usyk cũng sẽ xem trận đấu này. Cậu ta muốn đối đầu với người giành chiến thắng. Vậy nên trận đấu tiếp theo có thể sẽ liên quan đến danh hiệu thế giới. Usyk là người đàn ông biết giữ lời. Tôi biết nhiều người bên cạnh cậu ta và hiểu rõ cậu ta. Họ xác nhận điều đó, vậy nên chúng ta sẽ chờ xem. Đối thủ của tôi là Robert. Anh ta chưa từng ở vị trí này. Anh ấy luôn muốn trở thành nhà vô địch của đất nước mình. Thế nên đây là cơ hội đối với anh ta, Wilder khẳng định. Việc hạ gục Robert Hellenius chỉ trong vòng một hiệp đấu đã chứng minh đan tay Wilder đủ sức để trở lại cạnh tranh ngôi vương. Mục tiêu tiếp theo của đan tay Wilder sẽ là Oleksandr Usyk hoặc Andy Ruiz. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn. Deontay Wilder và câu chuyện trở lại võ đài nhờ một bức tượng. Tình cảm của người hâm mộ khiến Deontay Wilder quyết định trở lại thi đấu. Hồi tháng 10 năm ngoái, Deontay Wilder phải nhận trận thua bằng knockout trước Tyson Fury ở hiệp đấu thứ 11. Tay đấm người Mỹ không giấu được sự thất vọng, thừa nhận khả năng giải nghệ lên đến 85%. Năm 19 tuổi, Wilder mới bắt đầu tập luyện boxing nhưng nhanh chóng thăng tiến mạnh mẽ. Ron Bomber giành được huy chương đồng Olympic 2008 trước khi chuyển lên nhà nghề. Tại đây, Wilder có 41 chiến thắng bằng knockout trên tổng số 45 lần thượng đài, có 10 lần bảo vệ thành công WBC. Wilder sở hữu một thành tích đáng nhớ. Thứ duy nhất Wilder thiếu có lẽ là tình cảm từ phần đông người hâm mộ. Họ thường xuyên chỉ trích Wilder vì cho rằng anh thiếu những kỹ năng boxing cơ bản. Cái cách Wilder phản ứng sau thất bại đầu tiên trước Tyson Fury vào năm 2020 cũng không ổn. Wilder lên tiếng tố Fury gian lận, sa thải huấn luyện viên, đã tung khăn trắng lên võ đài. Chuyên gia Brian Campbell cho hay, cũng vì điều này, Wilder từng cảm thấy không mặn mà, muốn giải nghệ sớm để tập trung cho gia đình. Tuy nhiên, suy nghĩ trên đã thay đổi vào cuối tháng 5 vừa qua, thời điểm một bức tượng của Wilder được dựng ở quê nhà Alabama. Ngày tham dự buổi khánh thành, Wilder mới nhận ra tình cảm của các fan hâm mộ. Anh cố kìm những giọt nước mắt tiến đến ôm lấy bức tượng. Thị trường của khu vực dành nhiều mỹ từ cho Wilder, gọi anh là biểu tượng của sự nỗ lực, sự quyết tâm và hy vọng. Buổi lễ giúp Wilder nhận ra vẫn còn rất nhiều người chờ đợi anh, hy vọng anh trở lại để chinh phục chiếc đai vô địch đã mất. Vì thế Wilder quyết định kéo dài thêm quãng thời gian thi đấu. Wilder nói, thứ khiến tôi tiếp tục thi đấu đến từ buổi lễ đó. Tôi thấy đám đông đến từ khắp nơi trên thế giới cùng tụ họp để chung vui cùng tôi và gia đình. Những phụ huynh ở đó coi tôi là hình mẫu để con của họ phấn đấu. Cảm giác ấy thật tuyệt. Các bạn hãy nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn.